Dạ, trước tiên xin gửi lời chào đến thầy cô, các vị diễn giả và tất cả các bạn sinh viên ở đây. Câu chuyện mà mình vừa mới thể hiện thì nó được lấy ý tưởng từ một câu chuyện có thật. Cái người mà truyền cảm hứng cho mình đó chính là anh trai của mình, cũng là nhân vật chính ở trong câu chuyện này. Thì trong suốt cái quãng đời là sinh viên thì anh là người đã nuôi dưỡng cái ước mơ để mình trở thành họa sĩ. Và có một câu chuyện mình muốn chia sẻ, đó là trong cái quá trình mà học tập của mình, những lúc mà mình luyện vẽ thì anh của mình lúc nào cũng nói là em có tiến bộ hơn hôm qua rất là nhiều và cần phải chỉ cần em cố thêm một chút nữa thôi. Thì khi mà mình cứ cố một tí nữa thì cuối cùng mình hôm nay mình được đứng ở đây. Mình mới nhận ra một điều là những cái lời ngày xưa mà anh đã nói là thật ra chỉ là những lời khích lệ, chưa chắc lúc đó mình đã giỏi, nhưng mà mình khi mình tin vào những điều đó thì nó có sức mạnh rất là lớn. Và cuối cùng thì mình nhận ra là khi mà mình chọn bất cứ cái nghề gì đi nữa thì không chỉ riêng là đam mê thôi mà còn phải có niềm tin đặt vào đó nữa. Nếu như mà mình tin tưởng là mình làm được thì chắc chắn là các bạn sẽ làm được. Đó là cái chia sẻ của mình. Xin cảm ơn.